Rồi chào anh em. Thì cái khi mình khởi động máy lên như thế này, đó, thì đầu tiên mình sẽ không có chơi được, mình sẽ không có chơi được mà chỉ lấy được một cái tiếng gọi là tiếng piano luyện ngón thôi. Đó, thì anh em rất là dễ thì chỉ có vậy thôi. Đấy, đây là luyện ngón này. Đó, ok. Thì nó giống như cái phiên bản của 910 á, cái này là màn hình đen trắng thôi. Đó là 710. Thì theo tác đầu tiên là Acorn. Acorn. Đó. Sinta. Không, nếu mà không thấy thì lên YouTube lấy lại. Ở trên đó rõ hơn, cái máy này quay rõ hơn. Rồi nhấn Free gì. Đó, hồi qua là em quên á. Nên mỗi lần mình chuyển tiếng, tắt cái này đi. Ví dụ như anh đánh cái này, Bolero. Anh muốn Bolero chứ không phải muốn cái điệu gì đó. Tự nhiên tào lao vô. Đó, cái này mình muốn, mình nhớ khóa cái này lại nhá. Cả anh em nhớ nha, khóa cái này lại. Còn nếu mà anh em chọn tiếng mà không cái dạng như không thuộc á, thì anh em exit màn hình hết. Đó, anh em nhìn trên này, đó, nó sẽ ra. Đây là băng tiếng, mỗi lần băng tiếng mình chuyển nó mình cộng một cái. Đó, đó. Thấy không? Cộng nó ra, đó. Rồi. Rồi đây là Fill Main. Fill Main, main 1, main 2, main 3, main 3, main 4. Mỗi main này thì nó sẽ nhẹ hơn này. Main bên trái nó nhẹ hơn và bắt đầu bên này nó sẽ dằn nhiều hơn. Đó, ví dụ như là đều khúc nha. Chưa yêu lần nào biết ra. Đó, đó là biểu khúc, được chưa? Rồi em hỏi gì thêm nữa không? Nói chung là cơ bản vậy thôi. Khi mình muốn tắt vậy mình luyện ngón, mình tắt cái Sinta này ạ. Đó, mình tắt cái này đi. Vậy là mình luyện ngón, mình lấy tiếng ở trong đàn này được luôn. Đó, chọn những cái tiếng trong này. Rồi mình muốn truy cập một cái USB thì như thế nào? Mình nhấn vào cái USB đây ạ. Quay rõ không? Nhìn cái màn hình mình đấy, nhấn rồi ha. Nếu mình muốn chọn một cái bài song, tức là cái, mình sẽ nhấn song là bài hát, thì ở bên này nó sẽ là user ở đây, nó có tên đây, tên gì hồi nữa nó một đống tên ở trong USB nữa thì nó sẽ nằm ở trong đó, rồi mình nhấn play đây. Đó. Rồi mình muốn coi cái chữ nhạc nhấn score, đó, có nút nhạc cho mình đây, đó, đúng chưa? Nhấn vào cái score này nhá, đó. Muốn quay lại thì nhấn đây, được chưa? Rồi bài này muốn chơi trên Ford thì nhấn đâu? Chúng ta nhấn ở đây. Đó. Cộng trừ gì đấy ha. Đó, ví dụ đây là cộng, đây là tăng lên này. Đó. Tăng lên nữa này. Đó. Đúng không ạ? Rồi. Ở cái bốn cái này điều khiển cái gì? Bốn cái này nó A1 2 3 4 5 ạ. Năm cái này thì mỗi cái cho mình chọn một cái điệu ở đây. Đó, rất là nhanh. Hoặc là mình dùng cái Enter này cũng được. Mình dùng con tab di chuyển tùy. Thì mình hãy chọn chơi đậy thẳng luôn cho nhanh. Rồi mình muốn qua trang thì mình nhấn là 2, 3, 4 gì tùy mình. Sau này là có những cái rắc mà anh em cắm để anh em đi sâu á. Ở đây. Sau này anh em đi sâu thì nhớ cầm cái USB nhỏ này này. Nếu mà đi sâu rồi á. Còn nếu mà mới tập thì không quan trọng. Đó, đây cái rắc cắm mà line out á. Là anh em cắm đây. Đó, có chữ output đây. Giữa cái chữ lan này nhá. Đó, ok. Đó, thấy không? Thì sau này có cái chữ out output output ha. Còn hai cái jack này là để mình cắm phòng thu, mình chơi MIDI á, rồi mình kết hợp với cái software trên mà phần mềm á trên máy tính ấy. Còn đây là cắm máy cắm in vô USB em biết rồi. Còn hai cái này là pedal nhá. Còn cái này là cắm internet mạng dây ngày xưa thôi, còn bây giờ người ta không có dùng nữa. Ok, đây cái là cái núm này là cái màn hình chứ không phải là mic nha. Nhiều người hỏi mình là mic chứ không phải đâu. Nó là màn hình. Mình chỉnh sáng tối đây ạ. Ha. Mình chỉnh đó tối chứ không phải là nó hư màn hình. Đó, nhiều người về tự nhiên thấy là la ầm lên bảo hư màn hình, không phải đâu. Nó là như thế này. Khi màn hình nó bị sọc hoặc bị tối á, thì mới là hư. Còn nó bình thường là như vậy chứ nó không phải là tối như thế này nó hư. Ha. Anh em cứ vặn thế này. Thế là đây là ok. Đó, vậy thôi, nói chung là nó cũng như vậy thôi. À quên, một cái nữa là anh em lấy multipad thì là nhấn đây. Nha. Đó, đây là multipad. Mình nhấn select chọn. Nhấn select chọn. Đấy, rồi thì mình sẽ nhấn bên tab phải. Ví dụ như là chim nước này. Đó, anh em nhấn vào đây. Đó. Đó. Rồi. Drum kit. Được chưa? Đó, anh em có thể chép bi hết tất cả này qua USB luôn để anh em để dành để chơi. Ok. Còn gì thắc mắc nữa không? Nhưng là mỗi lần qua là mỗi lần khó. Nói chung là chỉ nhiệt tình cho anh em biết bằng nơi bằng được luôn. Còn sau này mà anh em muốn lấy một cái tiếng để mà lưu lại á, thì ví dụ anh em lưu là nhấn memory rồi chọn 1 2 3 thì mình chọn 1 này, rồi tiếp tục là mình chọn sinh này, chọn 2 này, đó, xong rồi anh em exit ra, anh em nhấn vào cái băng tiếng ở đây.
Đó, rồi anh em đặt tên cho nó, sell lại. Đó. Ok, yes hay là no gì đó tùy, tôi thoát ra, yes. Đó, mình đặt tên bằng kim dân ca, được chưa? Đó. Vậy thôi, nó cũng khá là đơn giản. Rồi, vậy ha. Ok.